Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc xe Aston Martin 1963 DB5. Đây là mẫu xe đã xuất hiện trong phim Skyfall 007. Và những chiếc này các bạn có thể tìm ở các cửa hàng. Tuy nhiên, mình muốn giới thiệu với các bạn một chiếc đặc biệt đã xuất hiện trong cái hội nghị Comic-Con vừa qua tại Mỹ. Đây là một chiếc xe đặc biệt chỉ bán trong sự kiện đó và mình đã may mắn có được nó. Cái hộp thiết kế rất là đẹp. Chiếc xe được làm bằng gom hoàn toàn. Bánh xe cổ điển. Biển số rất là đẹp, cả logo. So với phiên bản basic thì nó khác xa một trời một vực, rất là chi tiết, rất là đẹp. Thiết kế hộp cũng rất đẹp. Nếu bạn đang sở hữu nó, bạn hãy trân trọng những gì mà Hot Wheels đã làm cho bạn, một chiếc xe rất có giá trị. Và khi các bạn đóng hộp lại, nó sẽ có cục hít hết lại. Xin cảm ơn các bạn.